Thưa quý vị, thiếu giáo viên là thực trạng đã tồn tại từ lâu trong ngành giáo dục, gây không ít khó khăn cho việc bố trí nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp giáo dục. Và mỗi khi năm học mới sắp bắt đầu thì vấn đề này lại nóng lên. Vậy trong năm học mới 2022-2023 này, ngành giáo dục đào tạo đối mặt với thực trạng thiếu giáo viên ra sao? Và liệu ngành có giải pháp nào để tháo gỡ hay không? Mời quý vị cùng tìm hiểu thông tin này qua cuộc phỏng vấn của phóng viên thời sự với ông Nguyễn Văn Tâm, trưởng phòng cán bộ tổ chức hành chính Sở Giáo dục Đào tạo. Thưa ông, hiện nay ngành giáo dục đào tạo tỉnh đang gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí nguồn nhân lực phục vụ cho năm học mới do thiếu cán bộ quản lý và giáo viên. Ông có thể cho biết cụ thể hơn về tình trạng này ạ? Đầu năm, Ủy ban nhân tỉnh đã có một cái quyết định giao tổng số biên chế của ngành giáo dục là khoảng 16.167 biên chế. Hiện có thì có khoảng 15.000. Thì biên chế trống khoảng hơn 1.000. Thì trong cái biên chế trống đó thì chúng tôi thống kê được là hiện nay ngành giáo dục thiếu khoảng 600 thầy cô giáo. Chia đều cho một số cái cấp học như là mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông thì thiếu nhiều nhất là ở Phú Mỹ, sau đó là Vũng Tàu, Châu Đức, Long Điền, các huyện thị còn lại thì thiếu không đáng kể. Vậy nguyên nhân thiếu cán bộ quản lý và giáo viên là do đâu thưa ông? Việc mà tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý thì chúng ta phải thực hiện theo quy chế của tỉnh ủy. Quy chế thì có những cái bất cập, ví dụ như là để tổ chức thi thì chúng ta phải đợi phê duyệt của Ủy ban nhân tỉnh rồi về các địa phương tổ chức, rồi quá trình thi thì thời gian thi kéo dài, rồi điều kiện dự thi có những cái đối tượng mà quy định rất là ngặt nghèo. Ở tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông thì theo quy định của luật giáo dục mới thì phải cần cái trình độ đại học, do vậy ở tiểu học và ở trung học cơ sở thì gặp khó khăn về nguồn tuyển. Cái nguyên nhân thứ hai nữa là cái công tác tuyển dụng này đối với là các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở là do Ủy ban nhân dân các huyện thị thành phố, và Ủy ban nhân dân các huyện thị thành phố thì hàng năm năm nào cũng thông báo thi tuyển, nhưng mà cái sự quyết liệt bằng nhiều cái giải pháp thì chưa có cái sự đồng bộ. Cho nên là thông tin thi tuyển có khi nó không đến các em sinh viên mới ra trường. Cho nên là dẫn đến là các em không biết, không nắm. Cái nguyên nhân nữa là do cái khách quan. Ví dụ sau dịch bệnh thì có những cái làn sóng họ thay đổi công việc. Đặc biệt nhất là sinh viên mầm non. Các em ra trường thì các em thấy là áp lực công việc ở trường công. Ở khu vực công thì các em sẽ dịch chuyển sang cái khu vực tư, hoặc là sang làm cái ngành nghề khác. Vậy thì giải pháp mà ngành giáo dục đào tạo tỉnh sẽ thực hiện để khắc phục cái tình trạng thiếu giáo viên trong thời gian tới này như thế nào thưa ông? Cái giải pháp đầu tiên thì chúng ta phải tăng cường cái vai trò lãnh đạo của địa phương. Cái giải pháp thứ hai đó là đồng bộ nhiều cái giải pháp về thông tin truyền thông. Ví dụ như ở địa phương họ thông báo tuyển dụng thì cái trang web của địa phương, trang web của trường hay là cái fanpage của các địa phương đó phải đăng tải. Bên cạnh đó thì Sở Giáo dục cũng sẽ thông báo cái vấn đề thiếu giáo viên của tỉnh mình đến những cái cơ sở giáo dục đại học đào tạo giáo viên như là Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là những cái trường đại học lân cận mà có cái nhu cầu mà họ đang đào tạo cái nguồn giáo viên của mình. Và cái giải pháp cuối cùng, nếu đến thời điểm năm học mới mà chúng ta không tuyển dụng được những cái bộ môn còn thiếu thì ngành giáo dục phải có tự điều tiết bằng cách nào, có nghĩa là chúng ta phải xem được cái mạng lưới trường lớp là chúng ta đã dồn lớp, dồn học sinh, miễn làm sao là không vượt quá biên chế quy định của Bộ Giáo dục về số lượng học sinh trên lớp, rồi chúng ta có điều chuyển những thầy cô giáo ở cái địa bàn chỗ thừa dư sang cái địa bàn thiếu hay không. Vâng, xin cảm ơn những thông tin mà ông vừa chia sẻ và cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn trong chương trình thời sự của chúng tôi. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được coi là một trong những nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp giáo dục đào tạo. Do vậy, đảm bảo số lượng, chất lượng hai đội ngũ này cho ngành giáo dục luôn là vấn đề cấp bách.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương rà soát giáo viên theo từng môn học, cấp học gắn với quy hoạch cơ cấu lại hệ thống các cơ sở giáo dục để sắp xếp bố trí sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên hiện có, song song với việc tinh giản biên chế phù hợp. Bên cạnh đó, trên cơ sở kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, các trường sư phạm cùng các địa phương rà soát nhu cầu theo từng môn học, cấp học để đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng.